Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lập, Editor Loader và Tô Còn Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem lại hai phần của Season 1 đã được recap hoặc xem phim và tự cảm nhận. Sau khi tạm biệt Điệp Phủ, đám Tanjiro, Inosuke và Zenitsu đã nhận một nhiệm vụ mới. Lần này cả bọn sẽ đến hỗ trợ Viêm Donut trụ Rengoku Kyojuro trong vụ án liên quan đến đoàn tàu tên Vô Tận. Trước khi cả ba chân bé đù đến nơi, Viêm trụ cùng một vài kiếm sĩ khác đến trước để nắm tình hình. Theo những gì báo chí đưa tin, 40 hành khách đã mất tích trên chuyến tàu Vô Tận. Một nhân viên nhà ga đã bị sát hại trong quá trình làm việc. Ngay tối qua có một vụ thiếu nữ bị tấn công dã man. May mà được Viêm trụ phát hiện nên được cứu kịp thời. Theo nguồn tin Trust Me Bro thì những vụ này do lũ quỷ đứng sau. Sau khi được hay tin rằng đoàn tàu Vô Tận đang trú ở kho chứa đầu máy, Viêm trụ lập tức đến nhà ga, nơi có nhân viên bị sát hại để điều tra thêm, tiện di chuyển đến kho chứa luôn. Tại đó anh đã làm quen với hai bà cháu bán cơm hộp nọ. Do những sự vụ gần đây khiến tình hình buôn bán ế ẩm, đâm ra tâm lý cũng dễ nóng. Sau khi nghe chuyện, Kyojuro khẳng định chắc nính nịch rằng bản thân sẽ giải quyết mọi chuyện, không phải mõm cho ngầu. Viêm trụ hành động luôn, trước là mua hết số cơm hộp vừa để ăn đường vừa để làm quà luôn, đồng thời giúp hai bà cháu sớm về, chứ đến tối quỷ xuất hiện thì gay phết. Trong lúc đang ngồi tàu đến kho chứa đầu máy, Kyojuro được cho biết rằng đoàn tàu Vô Tận đang được tu sửa ở xưởng bảo dưỡng để sẵn sàng cho màn comeback vào ngày mai. Thấy cái xưởng đấy cũng gần, Viêm trụ lập tức xuống tàu mà lăng ba vi bộ đến nơi. Trong lúc đang nói chuyện với quản lý, Kyojuro bắt được sóng của một con quỷ nên vội đi kiểm tra. Con quỷ đó mình tạm gọi là Chọc, đang giữ trong tay con tin. Nó tự hào mà flex rằng mình sở hữu nội tại của A-Train. Một khi nhấn số vào ga thì chờ đuổi. Trong quá trình tâm sự mỏng, Chọc đã nhận ra mình chính là tác giả của cuộc tấn công cô nương bữa nọ. Do thấy hành hạ con mồi chán chê rồi nên nó quyết định chim cút để cô gái nằm quằn quại trong đau đớn rồi tự ngỏm. Tưởng thế là hay. Điều này chứng minh con quỷ thuộc loại kém nhạy bén. Đến trụ cột còn không cảm nhận được thì chắc chỉnh cũng gà. Tưởng gì chứ nhoáng cái là con quỷ sẽ xử được nạn nhân ngay. Nhưng ôi bạn ơi, bạn chậm chân rồi. Nạn nhân đã được đưa đến một nơi bí mật để điều trị. Dằm ba con quỷ có tìm bằng niềm tin. Nóng dần đều thay vì solo với Viêm trụ, Chọc quyết đổ cơn cay lên đầu hai bà cháu bán cơm hộp. Trước lúc ấy nó sẽ ra tay với con tin trước, chưa chắc đã làm được đâu. Kyojuro lập tức cho con quỷ thấy trình của một trụ là như nào. Con quỷ bắt đầu rén dần đều, vội ba chân bốn cẳng cút vội đến chỗ hai bà cháu. Sau khi bàn giao lại cho tổ nhóm hỗ trợ, Viêm trụ vận hơi thở toàn phần để búp lực cho đôi chân. Nhờ đó mà Kyojuro đã kịp có mặt cứu cô cháu khỏi nanh vuốt của Chọc, lê lết với cái chân bị thương. Con quỷ tìm đến chỗ bà cụ để bổ sung tí protein. Tấn công phụ nữ có tuổi và trẻ em thì hèn lắm, có ngon thì múa trước mặt trụ xem nào. Dĩ nhiên con quỷ không đần mà làm thế, thay vào đó nó muốn xét một kéo tốc độ với Kyojuro. Tự tin thì có nhưng mà trình thì còn non. Với thức thứ một trong hơi thở của lửa, Kyojuro đã cho con quỷ được hóa vàng. Dáng hình của Viêm trụ khiến người bà nhớ lại quá khứ. Ngày đó bà cũng được một chàng thanh niên cứu như thế này, với phong thái đĩnh đạc và cử chỉ như đúc từ một khuôn. Nhận xét của bà không sai một tí nào. Người đàn ông năm xưa chính là cha của Kyojuro, Rengoku Shinjuro, cựu Viêm trụ. Hiện tại Kyojuro đang nối tiếp sự nghiệp của ông, tiêu diệt sạch sẽ lũ quỷ, cứu giúp bá tánh. Tuy con quỷ Chọc đã bị tiêu diệt, nhưng bí ẩn về đoàn tàu Vô Tận đó, đích thân Kyojuro sẽ đảm nhận trọng trách vén bức màn liên quan đến con tàu này. Trở về thực tại, ba huynh đệ Trần Bé Đù đã gặp được Viêm trụ bên cạnh đi làm nhiệm vụ. Tanjiro còn muốn hỏi Kyojuro về vũ điệu hỏa thần, địa múa mà cậu được kế thừa từ phụ thân. Tuy nhiên Viêm trụ lại chẳng biết gì cả, đây là lần đầu tiên anh nghe về nó. Nếu Tanjiro thực sự muốn mạnh lên thì có thể làm người thừa kế của anh. Từ xưa đến nay, những kiếm sĩ sở hữu hơi thở của nước và lửa đều sẽ trở thành trụ cột. Ngoài hai hơi thở ấy ra, hơi thở của gió, đá, sấm gộp lại sẽ tạo ra 5 hơi thở khởi nguyên, tạo tiền đề cho những hơi thở phát sinh. Chiếu theo những gì Viêm trụ nói, Tanjiro có tiềm năng lên cấp trụ, mỗi tội cậu lại dùng hắc kiếm. Ai mà dùng loại này không khác gì mang hơi thở MU thức đáy xã hội. Cách tốt nhất là cả Tanjiro và hai cu kia cứ theo Viêm trụ, dẫu không thành trụ thì cũng nâng trình. Một lúc sau, nhân viên tàu vào toa để soát vé, nhìn khứa này nom nghi nghi, đèn thì chớp bật chớp tắt như điềm báo sắp xảy ra. Để chứng minh cho nhận định của tôi, Kyojuro lấy kiếm ra sẵn sàng, bảo mọi người lùi xuống cho an toàn, bởi anh cảm nhận được có quỷ xuất hiện. Sau khi ánh đèn chớp một cái, con quỷ đã xuất đầu lộ diện. Có vẻ như thuật của nó là che giấu sự tồn tại, nên mãi đến giờ Kyojuro mới tìm ra. Nhưng không sao, với đẳng cấp của một trụ cột, Kyojuro chỉ cần một thức cơ bản là đủ để chia lìa thủ cấp con quỷ. Tuy nhiên đây không phải là con quỷ duy nhất trên tàu. Đám Tanjiro vừa rời đi thì cả soát vé lẫn hành khách trên tàu đều biến mất. Rõ ràng những dấu hiệu này là không hề đơn giản, chỉ là mấy con quỷ liều tiêu một chém là hẹo. Vừa thấy con quỷ, Inosuke lập tức vung kiếm lao lên, mặc cho vẫn còn người dân trong vòng chiến đấu chứng kiến sự lỗ mãng của cấp dưới. Viêm trụ lập tức dạy cho đầu heo thấy thế nào là việc một kiếm sĩ diệt quỷ nên làm. Với tốc độ khủng khiếp, anh đưa người dân ra ngoài, rồi mới lao đến vung một thức kiếm rực cháy, đưa con quỷ về miền cực nhọc. Được tận mắt thấy độ uy tín trong từng đường kiếm của Viêm trụ, đám Tanjiro mê lắm.
nguyện làm các tiểu đệ đi theo đại ca mãi mãi. Có điều những gì xảy ra đều chỉ là giấc mộng, những kiếm sĩ của chúng ta đều đang trong trạng thái ngủ. Từ đây kế hoạch chính thức được bắt đầu. Theo Wikipedia thì các sự việc trong giấc mơ thường không xảy ra được hoặc không giống với thực tế, nằm ngoài sự điều khiển của giấc mơ. Chúng ta cùng xem những chàng kiếm sĩ mơ gì trong giấc ngủ. Mở bát sẽ là ông hoàng tấu hài Zenitsu. Với phẩm chất sim gái của mình, cu cậu đang ảo rằng mình và Nezuko đang nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Có khi đã thấy ngôi nhà và những đứa trẻ rồi cũng nên. Còn ở phía Inosuke thì thực tế hơn tí. Ít nhất là trong suy nghĩ của đấng ỉn, đầu heo đã vẽ lên một viễn cảnh mình cầm đầu ba đứa: nhất nô bộc lửng chó Tanjiro, nhị nô bộc chuột trí Zenitsu, tam nô bộc thỏ con Nezuko, tấn công thẳng vào hang ổ của tàu tinh. Phải thừa nhận hai giấc mơ này là trung bình giấc mơ của các tiểu đàn ông. Còn trung bình các dân chơi thì phải sở hữu ngay một chiếc áo của chùm cuối. Tuy không hứa bạn sẽ trở nên đẹp hơn, nhưng chúng tôi hứa sẽ giúp bạn hài hơn với những mẫu áo thể hiện sự mặn mà của bạn, hoặc với những mẫu hình từ anime cho đến phim ảnh. Mua đấy. Trong khi đó, tại vị trí của viêm trụ, anh mơ thấy mình đang bên phụ thân. Ông từng là một kiếm sĩ giàu nhiệt huyết. Bằng đôi tay của mình, ông rèn giũa cho hai đứa con. Nhưng đột ngột một ngày, Shinjuro quyết định rửa tay gác kiếm, sống u uất trong nhà không màng thế sự, và coi việc làm trụ cột là tầm phào, vô ích. Em trai của Kyojuro, Rengoku Senjuro, cũng nuôi chí làm trụ cột vì hy vọng cha sẽ chấp nhận mình. Viêm trụ thừa nhận kể cả như thế thì mong muốn ấy cũng khó xảy ra, nhưng nếu nó là con đường mà Senjuro theo đuổi thì cũng phải cố gắng hết mình bằng tất cả con tim rực cháy, kể cả khi phải bước đi trong cô độc. Giờ đến phiên của Tanjiro, cậu bé bán than đang được trải nghiệm lại thời gian hạnh phúc nhất đời mình, khi mà người mẹ hiền thục dịu dàng và các đứa em thơ vẫn còn sống và chưa là quỷ. Nỗi đau đớn mà cậu từng trải qua ngỡ chỉ là một cơn ác mộng. Đôi khi Tanjiro buột miệng nói ra những chuyện ngoài thực tế, nhưng rồi lại mơ hồ đi, kiểu chắc là bị rối loạn ngôn ngữ hoặc là mờ mắt mà thôi. Trái tim cậu thực sự đang được sống trong hạnh phúc, tuy nhiên đó là về tình cảm, còn lý trí thì không. Nó liên tục hối thúc Tanjiro tỉnh dậy trước khi mọi chuyện dần tồi tệ đi. Tanjiro bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Cậu đã ngộ ra những gì mà Wiki đã nói đến ở trên hay chăng? Không rõ nữa, nhưng mà có một điều chắc chắn rằng Tanjiro phải tỉnh dậy ngay lập tức. Đúng lúc đầu óc đang bối rối không biết phải làm sao thì cổ tay Tanjiro bùng cháy rồi lan ra toàn thân, giúp cậu henshin về trạng thái phun đồ. Đó là dấu hiệu cho việc cậu đang từ từ tỉnh giấc. Ngay lập tức Tanjiro đi tìm manh mối con quỷ, hòng tìm được đường thoát ra. Dù vội vã nhưng khi thấy những người thân yêu, trái tim của Tanjiro lại lên cơn khựng lại. Nó muốn cậu ở lại sống cùng mẹ và các em mãi mãi, nhưng lý trí thì nhất quyết chối từ. Họ đã thực sự không còn nữa. Nezuko cần cậu, anh em cần cậu, mọi người cần cậu. Gạt đi nước mắt, Tanjiro cất gọn hình bóng người thân và trái tim. Mãi mãi họ sẽ sống trong những giấc mộng đẹp nhất. Quyết tâm là có thừa, nhưng dấu vết con quỷ quá mờ mịt, Tanjiro vẫn chưa thể kiếm được cách thoát ra. Đúng lúc đó bố của cậu báo mộng rằng: mở phim này hay phết lên đi con, ở đó gì cái gì cũng có về phim ảnh. Biết đâu họ biết. Nghe lời cha, Tanjiro lập tức kết nối Bluetooth qua page để hỏi, và nhận được quả đáp án là đăng xuất tài khoản là được. Hên là tổ tư vấn đã phán đúng, chứ hẹo thật thì toang. Xung quanh cậu có những người lạ, dường như đã có biến căng nào đó xảy ra, đặc biệt là tại vị trí của viêm trụ, khi anh ta đang vừa ngủ vừa nắm cổ một cô bé. Để biết rõ chuyện gì đang xảy ra, ta hãy quay ngược thời gian một chút với con quỷ chủ mưu đứng sau biến sự trên con tàu vô tận. Nó chính là Enmu, hạ huyền duy nhất còn sống. Huyết quỷ thuật của con quỷ này là có thể đưa người chúng vào cõi mộng. Họ sẽ sống trong những điều mà họ vẽ ra. Để có thể thành công với kế hoạch của mình, hạ huyền còn có một số tay sai. Đầu tiên là tên soát vé đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cả đội kiếm sĩ vào giấc ngủ. Giờ là phiên của mấy đứa trẻ này. Cõi mộng mà Enmu tạo ra không phải vô hạn. Nhiệm vụ của đám trẻ là tìm ra chỗ rìa, rồi đi vào vùng vô thức và phá hủy tâm hạch ở đó để xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Chúng chỉ cần kết nối qua mấy sợi dây thừng được Enmu tạo ra. Công việc tưởng dễ ăn hóa ra là khoai phết. Đứa kết nối với viêm trụ thì đã tìm ra tâm hạch rồi, nhưng trong lúc định xuống tay thì bản năng sinh tồn của anh đã ngăn chặn. Đứa kết nối với Inosuke thì bị khứa này dí chạy muốn tụt quần. Còn thanh niên đi vào mộng của Zenitsu thì bị cắt. Ý tôi là quần áo, vì cái tội được dựa mà dám vào mộng khứa đầu vàng. Việc Tanjiro thức dậy có công lớn là nhờ Nezuko. Sau khi làm đủ cách gọi mà anh trai cứ lì bì, Nezuko đã dùng chiêu thiết đầu công gia truyền. Nào ngờ luyện chưa tới làm phụt cả huyết. Nhờ đó mà cô bé kích hoạt huyết quỷ thuật, tạo điều kiện cho Tanjiro thức tỉnh. Nhận thấy đây có thể là cách cứu anh em, Tanjiro nhờ Nezuko đốt hết những sợi dây thừng. Huynh đệ thì chưa thấy tỉnh, thì đám tay sai của Enmu đã tỉnh trước. Chúng lăm lăm muốn đục lỗ trên người Tanjiro, trừ khứa chịu trách nhiệm phá hạch tâm của chú bé bán than ra. Cậu ta bị bệnh lao phổi, có thể do bệnh tật hành hạ nên mới phải bán thân cho quỷ. Không còn nhiều thời gian chần chừ nữa, Tanjiro lập tức bật tốc di chuyển để đánh ngất những người cản chân. Hơn ai hết cậu rất thấu hiểu họ. Nếu được thì cậu cũng muốn sống ở đó, nơi mà thảm cảnh diệt ra chưa từng xuất hiện. Chàng ho lao bần thần nhìn Tanjiro. Chính cậu đã cứu rỗi linh hồn của anh ta trước khi bắt đầu nhận nhiệm vụ. Chàng ho lao cho rằng để mình được mơ thì mọi thứ xảy ra đều không quan trọng. Cho đến khi đến được vùng vô thức của Tanjiro, tâm tính của anh đã có sự chuyển biến. Thế quả này giống biển vô cực của quê tôi ghê. Ở đây anh ta đã thấy được sự ấm áp của cậu.
Những tinh linh thậm chí còn dẫn anh tới Tâm Hạch, nhưng tầm này thì ai lại nỡ xuống tay được. Ngay trong khoảnh khắc Tanjiro thoát khỏi cõi mộng, suýt chút nữa anh ta đã bị bay màu. Nhưng mà chỉ là suýt thôi, bởi những tinh linh đã giữ lại kịp thời và giúp anh đăng xuất an toàn. Chính nhờ lòng từ bi hỉ xả của Tanjiro đã giúp anh thấy tâm mình ấm hẳn. Trở lại với công cuộc săn quỷ, dựa vào cái mũi của mình, Tanjiro đã tìm được Enmu. Con quỷ liên tục spam nước bọt nhằm khiêu khích Tanjiro. Bản chất của nó là siêu cấp biến thái. Nó sẽ tạo ra những giấc mộng đẹp để đưa con người lên mây, sau đó vùi xuống tận đáy địa ngục với ác mộng. Nó si mê sự đau đớn của con người và tận hưởng như một liều nicotine. Tuy nhiên Enmu không thuộc hệ quỷ bản năng, mà nó thuộc não to vãi cả bíp. Minh chứng rõ nhất là cái cháp sập được cả trụ cột. Mỗi tội cái này không đủ đô để đọ với hào quang của Main thôi. Cộng một động lực cho Enmu để lấy mạng Tanjiro nữa, là việc cậu chính là đối tượng mà chúa quỷ điểm mặt. Cơ hội có thêm máu để sớm được gia nhập hàng ngũ thường huyền là đây chứ đâu. Ngay khi Tanjiro lao đến tấn công, Enmu lập tức dùng huyết quỷ thuật cưỡng chế đối phương vào giấc ngủ. Với kinh nghiệm đã trải qua, dĩ nhiên Tanjiro biết cách để thoát cháp. Quá trình cưỡng chế rồi thoát ra của cả hai liên tục diễn ra. Việc tự xuống tay với mình kể cả khi ở trong giấc mơ đòi hỏi sự can đảm không hề nhỏ. Thế mà thằng nhóc này có thể vượt qua liên tục. Đối thủ này thực sự là quá cứng. Nên Enmu thôi cho Tanjiro vào mộng đẹp, mà nhét cậu vào cơn ác mộng khủng khiếp. Nhờ đó cậu lần lượt bị những người thân trong nhà chỉ chết thậm tệ. Tưởng thế mà ngon à? Gia đình tao không bao giờ như thế. Máu điên đã lên kịch trần. Tanjiro dồn hết căm phẫn tung một chảm, thành công chém phăng đầu con quỷ. Vậy mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Không, đây là ác mộng giữa đời thực. Enmu đã hợp nhất với chính đoàn tàu vô tận này. Điều đó tức là hơn 200 hành khách trên tàu này đều đã trở thành con tin của nó. Việc tiêu diệt con quỷ này giờ khó đến mấy lần. Hơn nữa sức Tanjiro có hạn, không thể bảo vệ hết hành khách được. Cách tốt nhất bây giờ là phải đánh thức đồng đội dậy ngay và chóng. Được cái cậu có đứa em mát lòng mát dạ, Nezuko đã thành công gọi hồn được đấng ỉn, cộng một đồng đội cho Tanjiro. Ngay khi nghe được tin về tình hình con tàu, Inosuke lập tức vào việc ngăn con quỷ bành trướng làm hại hành khách. Tuy nhiên với nhân sự hiện tại là không đủ, dù có chém nhiệt cỡ nào thì cũng vô ích. Qua thời gian thể lực của nó cũng sẽ suy giảm, trong khi cơ thể Enmu sẽ hồi phục liên tục. Nezuko lúc này cũng bật mốt chiến đấu. Cô bé cật lực bảo vệ con người, nhưng thế địch quá kinh, khóa hết cả chân tay. Nhưng mà không để cảnh tiếp theo đến. Một đường sét chạy với tốc độ bàn thờ đến cứu cô bé tức thời. Tác giả cho màn anh hùng cứu mỹ nhân này còn ai khác ngoài ông hoàng dụ mông Zenitsu. Tuy anh thức có thể tấu hài khùng, nhưng khi anh ngủ thì anh mạnh điên, uy tín cứ phải gọi là nhức nách. Mà thôi, mấy chân bé đủ đã tỉnh và gắng sức thì làm sao anh cả lại thành thơ được. Thân là trụ cột mà lại để các em gánh, nghĩ mà hổ thẹn. Để chữa ngại, Kyozuro lập tức vào thế, tấn công một đòn diện rộng lên thẳng toa chỗ Tanjiro. Với số lượng toa là 8, Kyozuro sẽ bảo kê cho 5 toa, Zenitsu cùng Nezuko sẽ bảo vệ 3 toa còn lại. Riêng Tanjiro và Inosuke đảm trách đoạn đầu kéo, đồng thời tìm ra cổ của con quỷ mà endgame. Kết thúc màn giao việc, Kyozuro lập tức vào việc. Trụ cột có khác, đúng là tầm nhìn chiến lược quá đỉnh cao. Nhưng mà thôi, thán phục để sau, giờ phải vào vấn đề cái đã. Inosuke cũng đã nhận tin từ Kyozuro nên đã nhanh chóng di chuyển đến 3 toa tàu. Trước đó khứa đầu heo đã dùng hơi thở dã thú mà tìm ra vị trí cổ của quỷ. Nó nằm ở quanh chỗ toa chất than. Khi đến nơi, Inosuke mới tìm ra cụ thể vị trí cổ của Enmu, chính là trong buồng lái. Con quỷ thấy đã bị phát hiện bèn tấn công ngăn chặn. Nếu không có sự giúp sức của Tanjiro thì ông nhõi này có khi lại ăn hành cũng nên. Con quỷ gầm lên đầy đau đớn, báo hiệu rằng hai khứa đã dí đúng chỗ. Cụ thể thì cổ của nó nằm ngay dưới sàn của đầu máy. Ngay khi Tanjiro ra đòn, con quỷ đã bọc lấy cổ bằng một đống thịt, đồng thời cố gắng ngăn chặn cả hai tiếp cận lần nữa. Nếu muốn chém được nó, Tanjiro và Inosuke phải chém được cả xương cổ của nó. Cách hay và tốt nhất là song kiếm hợp bích, người sẽ cắt thịt, người còn lại thì chặt xương. Có điều đời nào con quỷ nằm yên chịu chết, nó lập tức vùng lên với huyết quỷ thuật, buộc cả hai vào giấc ngủ. Thêm lần nữa chuỗi isekai được tạo ra, bất cứ lúc nào Tanjiro tỉnh là lại cho vào ảo thuật. Trình độ của Sasuke trong Boruto cũng chỉ đến thế là cùng. Làm nhiều quá sinh ra bị liệu, suýt chút nữa thì Tanjiro làm luôn ở thực đời. May mà có Inosuke ngăn chặn kịp thời, không thì toang. Đây rồi, thành phần gánh team là đây chứ đâu. Với chiếc mũ của thần thú lợn lòi, Enmu có tổn lùi mà biết hướng đấng ỉn nhìn đi đâu mà dùng thuật. Ngon lành rồi, giờ chỉ cần bem nữa là xong. Cái đấy không trùng suy nghĩ với ông lái tàu. Ông ta lao xuống tính xiên Inosuke, nhưng bị Tanjiro chặn lại. Tuy ông ta đã tính ám hại nhưng vẫn là người, nên có gì bỏ qua cho. Nhưng con quỷ không cho họ cơ hội như thế, không ngừng gây sức ép cực căng để buộc cả hai phải rời khỏi vùng nguy hiểm của mình. Có điều lần này lại gặp đúng hai thằng liều. Dù có liên hoàn xúc tu tấn công hay cả cưỡng chế vào mộng đi chăng nữa, cũng chẳng ngăn được Inosuke tả xung hữu đột, mở cổ cho đồng đội lao đến. Không thể bỏ qua cơ hội vàng 10 này, Tanjiro dồn cứ đi thít cơ mông rít một hơi thật đậm nhằm kích hoạt vũ điệu hỏa thần. Một chém bay thủ cấp của con quỷ, đoàn tàu thoát khỏi sự chi phối của Enmu, đồng thời cũng thoát khỏi đường dây mà lật nhào. Sau tất cả những âm mưu và thủ đoạn, cuối cùng Enmu cũng phải nhận cái kết đắng dưới tay của những kiếm sĩ diệt quỷ và một con quỷ. Giấc mơ có một slot trong nhóm thượng huyền tan thành mây khói, kể cả khi nó đã được bơm rất nhiều huyết từ chúa quỷ, gửi người anh em một bó hoa.
ngu thì chết chứ khóc lóc cờ cờ. Trong khi đó tại vị trí của Tanjiro, do bị thương từ vết xiên của lái tàu cộng thêm sự mệt mỏi sau cuộc chiến, hiện tại chú bé Karo đã bất động hoàn toàn. Nhờ có sự chỉ dẫn của viêm trụ, Tanjiro đã có thể sử dụng hơi thở tập trung toàn phần để điều chỉnh cơ thể tự cầm máu. Chỉ cần thành thục skill này thì chỉ còn ngàn bước nữa sẽ đuổi kịp các trụ thôi. Kyojuro cũng báo cho Tanjiro biết một tin mừng là những hành khách đều ít nhiều bị thương nhưng sĩ số thì vẫn đủ, thế nên cậu có thể hoàn toàn tập trung nghỉ ngơi được rồi. Tưởng như mọi thứ đã có thể kết thúc, Kyojuro chợt phát hiện có sự hiện diện của quỷ từ trong bóng tối. Thượng Huyền Tam, Akaza nửng nững xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng hắn lao đến tấn công Tanjiro nhưng đã bị viêm trụ xuất kiếm ngăn cản. Tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng hai bên đã va ngôn từ vào nhau khá căng. Ngoài miệng thì hỗn là thế nhưng thực ra Akaza cũng khá cởi mở. Chắc làm bên HR cho tổ đội quỷ nên khi thấy Kyojuro hắn đã mở lời mời nhập bọn. Ở viêm trụ, Akaza thấy được khí thế hừng hực, thậm chí gần ngưỡng tối thượng. Lý do khiến Kyojuro mới chỉ chạm ngưỡng là bởi tuổi thọ của con người có hạn. Một khi trở thành quỷ thì cái đó không cần floor nữa. Đưa tay đây nào, thành quỷ bạn nhé. Đấy là Piu Piu sẽ nói thế, còn Kyojuro nói nhân sinh hơn nhiều. Với anh thì việc được già đi và được chết là một phần khiến kiếp người phù du trở nên đẹp đẽ. Nhờ đó con người ta biết trân trọng và yêu quý sinh mệnh của mình. Dù cho bất kể lý do là gì thì anh cũng không làm quỷ. Không muốn uống rượu mừng lại muốn nốc rượu cúng à. Akaza liền thi triển thuật của mình, phá diệt hoạt sát, la châm, rồi khai mào cuộc chiến với Kyojuro. Đây là cơ hội để hắn có được mạng đầu tiên của viêm trụ trong bộ sưu tập của mình. Tuy nhiên mong muốn đó vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Kyojuro. Anh đánh không hề lép vế trước đối thủ. Đây là một cuộc chiến đỉnh cao thực sự. Khuyên thật lòng anh em nên xem. Muốn biết tôi nói có uy tín hay không thì nhìn màn reaction của Tanjiro là rõ. Suốt quá trình va nhau, Akaza vẫn liên tục tuyên truyền thuyết phục Kyojuro cải chính theo tà. Thân là một kẻ luyện võ, hắn không muốn thấy một nhân tài bị tàn lụi như thế này. Nếu không thành quỷ thì tốt nhất là Kyojuro nên thành xác. Ra đi khi ở đỉnh cao thế này vẫn sướng hơn. Ngay sau đó, Thượng Huyền Tam tung combo quyền vô thức, buộc Kyojuro phải vào thế chống đỡ. Ăn một miếng phải trả lại một miếng. Viêm trụ sử dụng thức thứ tư để ngăn chặn, sau đó bật tốc áp sát đối thủ để tung những đòn viêm trảm. Quỷ và trụ một chí một tái rất khó phân định kẻ trên người dưới. Tanjiro và Inosuke tính vào support nhưng viêm trụ bảo nằm im tại chỗ. Trình cả hai còn non lắm, chưa đủ để chiến trận này được. Tình hình cú cưa càng kéo dài thì phe diệt quỷ càng thiệt. Bằng chứng là sau một hồi combat trong rừng, Kyojuro đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi, nhưng không vì thế mà anh chùn chân. Cuộc chiến giữa thiện và ác này ở cái tầm đỉnh cao rồi, không có một sơ hở nào để người ngoài xâm phạm. Nếu liều mạng mà xông vào là đoàn tụ với ông bà ngay. Bước ngoặt của trận đấu đã được manh nha khi viêm trụ để đối phương dần lấn lướt và anh cũng bị dính đòn nhiều hơn. Dù bị thương là vậy nhưng Kyojuro vẫn không buông xuôi, anh tiếp tục lao lên với liên hoàn những thức kiếm. Còn Akaza cũng chẳng kém cạnh gì mà nhiệt tình phản đòn. Sau một loạt điên loạn đó, cả hai đi vào vài phút nghỉ ngơi với lợi thế đang nghiêng về Thượng Huyền Tam. Thanh thể lực của viêm trụ đã suy giảm nghiêm trọng cộng thêm thương tích đang mang khiến đám đàn em dành cho anh một sự lo lắng không hề nhẹ. Đây có thể sẽ là hiệp cuối cùng, kết quả thắng thua sẽ được phân định. Nhưng trước khi bắt đầu, Akaza thêm một lần nữa cố gắng đắc nhân tâm Kyojuro. Một khi chảy trong mình dòng máu quỷ cộng thêm sức mạnh bản thân, Kyojuro sẽ không bao giờ thua trận cả, trừ khi máu ấy của MU. Trước tình hình của đàn anh, Tanjiro cố hết sức bình sinh để gượng dậy. Tuy muốn giúp lắm nhưng mà cơ thể cậu thì đã quá tải do tác dụng phụ của vũ điệu hỏa thần. Để đáp lại nhã ý của Thượng Huyền Tam, Kyojuro bật chế độ siêu trụ rồi thẳng thừng tuyên bố: đầu tao còn nguyên thì mạng mọi người vẫn còn đó. Viêm trụ sẽ tất tay vào chiêu siêu cấp VIP Pro này, uy dũng đến độ Akaza cũng phải dùng mình. Hắn sim chàng viêm trụ lắm rồi, nhất nhất phải đưa anh vào team cho bằng được. Màn đọ chiêu quyết định bắt đầu. Kyojuro với hơi thở của lửa thức thứ 9 lao thẳng đến chỗ đối phương như một con viêm long. Còn Akaza với phá diệt hoạt sát, thức hủy diệt, cố gắng đỡ đòn. Cú va chạm đã tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Theo phóng viên thường trú bên trong vụ nổ ghi lại, rõ ràng viêm trụ đã hoàn toàn thắng thế trước Thượng Huyền Tam khi xẻ hắn như chả. Tuy nhiên anh lại không xin được cái thủ. Hậu quả là như thế này đây. Lúc này Akaza đổi giọng sang cầu xin, mong Kyojuro hãy tiếp nhận máu quỷ. Nhưng trong tâm trí viêm trụ lúc này chỉ nhớ về thời gian ở bên mẫu thân. Bà đã dạy cho anh bài học về nhân nghĩa. Những người sinh ra đã có sức mạnh phải bảo vệ những người yếu hơn. Lời nói đó như kim chỉ nam cho cả cuộc đời anh. Kể cả khi trọng thương đến sắp nằm xuống, Kyojuro cũng sẽ phải kéo theo con quỷ trước mặt, dồn hết sức lực sót lại của mình vào thanh kiếm. Anh quyết phải chặt bằng được đầu của Akaza. Thượng Huyền Tam bắt đầu rén dần đều. Trước thì là sự mạnh mẽ khủng khiếp của đối thủ, sau thì là mặt trời sắp mọc cơ mờ nờ. Nấn ná lâu la có khi toang, thậm chí Kyojuro còn khóa luôn tay hắn lại. Tanjiro lúc này đã hồi phục được phần nào, cũng lao lên góp chút sức. Đây là cơ hội duy nhất để tiêu diệt một Thượng Huyền. Deadline đã rất gần rồi.
Akaza càng lúc càng vội hơn, còn Kyozuro càng lúc càng quyết tâm hơn. Inosuke lúc này cũng lao lên nhưng không kịp nữa. Akaza đã tự hy sinh tay của mình mà thoát ra, rồi vội bật tốc chạy vào rừng tránh nắng. Tanjiro liền vận hơi thở phi kiếm nhằm ngăn Akaza chạy trốn. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ đô với Thượng Huyền Tam. Mặt trời đã ló dạng nhưng con quỷ lại chạy thoát. Tanjiro gào thét trong đau đớn. Kiếm sĩ diệt quỷ luôn phải chiến đấu trong bóng đêm. Môi trường có lợi cho lũ quỷ. Họ chỉ có một mạng duy nhất, mất là hết. Ấy vậy mà bất chấp điều đó, những kiếm sĩ vẫn sẵn sàng xả thân, chứ không hèn hạ như lũ quỷ kia chỉ biết co giò mà chạy. Hôm nay Kyozuro, viêm trụ của sát quỷ đoàn đã thắng. Anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đã khiến lũ khốn phải cúp đầu mà bỏ trốn. Nghe những lời của đàn em, Kyozuro chỉ nở một nụ cười, rồi bảo Tanjiro tem tém lại kẻo vết thương hở lại khổ. Những giây phút cuối cùng của đời mình, anh bảo Tanjiro hãy đến trang viên của nhà Rengoku, lấy đoạn ghi chép truyền lại cho các viêm trụ đời sau mà đọc, biết đâu có gì đó liên quan đến vũ điệu hỏa thần. Bên cạnh đó, anh cũng muốn Tanjiro gửi lời đến Senjuro rằng, hãy đi theo con đường mà con tim mách bảo, còn với cha là lời hãy bảo trọng. Riêng với Tanjiro, anh đã thừa nhận Nezuko là một phần của sát quỷ đoàn, vì con bé đã dốc hết sức chiến đấu vì con người. Lời cuối cùng dành cho tất cả mọi người, dù có thế nào hãy ngẩng cao đầu mà sống. Với con tim hừng hực cháy, dẫu có yếu đuối hay bất lực, hãy nghiến răng mà tiến về phía trước. Nhất là những mầm non kế tục như Tanjiro, Inosuke, Zenitsu phải luôn mạnh mẽ như thế. Ánh mắt Kyozuro dần mờ đi, anh đã thấy người mẹ của mình. Thưa mẫu thân, con đã làm tốt chứ? Cái gật đầu cùng nụ cười của bà đã thay cho lời công nhận. Viêm trụ Rengoku Kyozuro đã tạ thế, nhưng tinh thần kiếm sĩ của anh là bất diệt. Những đứa trẻ được tôi luyện bởi khí chất ấy ngày hôm nay đã khóc rất nhiều, nhưng giờ không phải là lúc để yếu đuối. Chúng cần mạnh mẽ hơn để gánh vác sứ mệnh mà người đàn anh đã gửi gắm. Thông tin về sự ra đi của viêm trụ đã được báo về cho các trụ khác. Mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau khi hay tin, nhưng tựu chung lại là sự tiếc thương cho người đồng đội. Hành trình phía trước của đám Tanjiro sẽ còn nhiều khó khăn. Điều gì sẽ xảy ra thì ít nhiều anh chị em cũng đã rõ. Nếu chưa rõ hay muốn chúng tôi recap lại thì đừng quên ủng hộ cho The Reviewer để chúng tôi có thêm động lực làm tốt các video sắp tới. Còn bây giờ thì tôi còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.